Thưa quý khán giả, vào thời điểm này thì bà con đang tất bật thu hoạch dưa hấu để kịp cung ứng Tết. Năm nay mặc dù là năng suất thì không cao, thế nhưng mà bù lại thì giá cả cao hơn năm rồi từ 2 đến 5 ngàn đồng một ký, cho nên bà con thu hoạch dưa rất là phấn khởi. Trong khi những ruộng dưa bình thường cùng lứa thu hoạch chỉ được mua với giá 7-8 ngàn một ký, thì những trái dưa Việt Gáp này lại được bán với giá 12 ngàn đồng một ký. Điều này khiến cho không khí thu hoạch trên cánh đồng dưa của ông Năng nhộn nhịp hơn hẳn mọi năm. Mặc dù bị ảnh hưởng của nhiều trận mưa lớn kéo dài khiến năng suất dưa chỉ đạt khoảng 65-70%, nhưng với mức giá như hiện tại, trừ hết chi phí, Tết này ông thu về gần 200 triệu đồng chỉ với 10 con dưa. Năm nay vẫn dưa vẫn trúng mà trúng giá luôn nữa, thành ra năm nay thu hoạch dưa phấn khởi lắm. Thì nói chung là một công là chi phí này kia các loại trơn là khoảng 10 triệu đó, mà mình thu hoạch năm nay công khoảng là 30 triệu. Thành ra mình còn lời cỡ 20. Thì cái người trúng ngang, còn cái người mà chung thì cũng lời 10 triệu, mười mấy triệu. Không chỉ riêng ruộng dưa của ông Năm Năng, mà hơn 10 hecta dưa Tết của Hợp tác xã Dưa Hấu Việt Gáp đều trúng giá. Năm nay, Hợp tác xã đã mạnh dạn chọn trồng giống dưa không hạt mặt trời đỏ, chất lượng cao. Ngoài năng suất cao hơn 30% so với các giống dưa truyền thống, mỗi cặp dưa loại 1 có thể đạt cân nặng từ 14kg đến 16kg. Vừa ăn được, lại vừa có thể chưng Tết với thời gian gần nửa tháng. Do vậy mà thương lái rất ưa chuộng và tìm đến mua với mức giá cao hơn các loại dưa khác, từ 3 đến 4 ngàn đồng một ký. Điều này mang lại niềm vui lớn đối với bà con trồng dưa, hứa hẹn cái Tết này của bà con sẽ sung túc đủ đầy hơn mọi năm.